Đó, phía trước mặt mình những cái mấy ngôi đỏ đó là trường tiểu học và trường trung học cơ sở ha quý anh chị. Đó, cái đường này mình đâm thẳng ra là mình đụng được trục đường liên xã Bình Giả Quảng Thành. Qua đây là dân cư ha, dân cư ở. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một thửa đất vườn ha, có diện tích là 2.000 mét vuông ha quý anh chị. Thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, vị trí đất của mình thì cách trục đường liên xã Bình Giả Quảng Thành ha, là kết nối giữa hai xã, xã Bình Giả và xã Quảng Thành thì tầm khoảng là 300 mét thôi. Tới đó, đứng đây nhìn thấy rồi. Đó, là đường mình là đường thông hết nha. Đường này thì thông ra đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình. Đó. Rồi, thông ra khu dân cư đó, nhà Bình Giả Bình Trung rất là đông đúc. Ở đây á thì đất đai thì rất là màu mỡ quý anh chị, xung quanh thì dân cư hiện tại này, xung quanh mình á thì ở rải rác phía sau ha. Đất của mình đây ha. Đất của mình đây. Còn ra kia là dân cư ở hai bên rất là đông luôn nha. Đó, diện tích 2.000 mét vuông thì đủ quý anh chị làm một cái nhà vườn đó. Đó. Ở đây thì điện đài internet mình đầy đủ rồi ha. Đường nhựa thì cũng rất đẹp luôn. Rồi sơ lược vậy thôi. Bây giờ mời quý anh chị cô chú mình xem hết video này để tham khảo chi tiết hơn nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Rồi đây là sổ của mình ha quý anh chị. Thì địa chỉ là thuộc xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái sổ này là cái mục là phía bên dưới ha. Cái sổ này là cái sổ ngày xưa đó. À, nhiều thửa đất gộp chung thành một sổ ha quý anh chị. Đó, đây là thửa riêng rồi. Bây giờ chị mình chỉ làm một cái sổ mới thôi chứ không phải là tách thửa nha quý anh chị. Không phải là tách thửa nha. Này là làm ra riêng một cái sổ mới thôi. Thì cái thửa đất của mình á là nằm ở phía dưới thửa số 6 tờ bản đồ số 1377. Diện tích là 2018 mét vuông ha quý anh chị. Hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha. Thời hạn sử dụng là đến năm 2043. Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất, không thu tiền sử dụng đất. Thì cái thửa này á, là bây giờ mình đã cập nhật lên bản đồ mới của 2020 rồi, nên thành ra cái thửa nó sẽ sửa đổi lại thành số 36, thửa đất số 53 ha quý anh chị. Thì cái sổ này thì hiện tại mình vẫn có thể công chứng chuyển nhượng bình thường, nhưng mà người sử dụng tiếp theo á, mà người mua á, thì phải làm cái sổ mới để mà có thể tiếp tục bán cho một người kế tiếp nữa ha quý anh chị, bắt buộc nha. Rồi còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha. Thì mình ngang là có 24m8 ha, sau vào một cạnh là 77,7 và một cạnh là 78,6, hậu đằng sau của mình là 25, mình ở hậu một xíu ha quý anh chị. Đó, thì giờ mở quy hoạch lên thì đất của mình là quy hoạch Phú Hồng đó, đất ở tại nông thôn. Nhưng mà cái kế bên của mình á là ngày xưa á là người ta có mấy cái mộ kế bên của mình đó, nhưng mà bây giờ là cái mộ đã di dời rồi, nhưng mà quy hoạch nó vẫn bị treo ha, là người ta chôn mỗi nơi một góc tầm khoảng ba bốn cái mộ ha quý anh chị. Đó, theo lời của chủ kể, nhưng bây giờ đã di dời hết mộ đi rồi nên đất hiện tại là vẫn còn đất trống và không có mồ mả gì ở trong khu quy hoạch đen này nha quý anh chị. Quy hoạch đen này là quy hoạch nghĩa địa chôn cất ha, và cũng không ai quy hoạch nghĩa địa mà hơn 1.000 mét vuông cả đó. Và hiện tại không cho chôn cất lộn xộn nữa, tập trung về một nghĩa địa chính hết luôn ha. Trước khi nhận quay cái thửa đất này thì em cũng đã rất là ngại về cái vấn đề quy hoạch, nhưng mà sau khi đến nơi kiểm tra thì em đang phát hiện ra là không có một cái mộ nào ở trong khu vực này nữa nha quý anh chị. Nên thành ra nói về giá thì cái giá này thì chủ đất cũng chấp nhận đó, bán rẻ hơn những cái lô đất bình thường khác. Giá thì em sẽ cập nhật ở cuối video ha. Còn đây là quy hoạch toàn khu này, quy hoạch bàn cờ đất ở tại nông thôn hết nha quý anh chị. Thì ranh giới của mình á thì chưa có cặp mốc gì hết, nhưng mà về thì nhờ địa chính đóng lại ranh giới ha quý anh chị. Thì mình ngang á là có 25 mét mặt tiền đó, từ cái khoảng đất trống này nè, cái khoảng hàng cây nè, đổ ngang qua kia là 25 mét, sau về sau cái cạnh bên này là 78, cạnh bên kia là 80, hậu đằng sau của mình là 25 luôn, y chang trên bản đồ quy hoạch luôn nha. Đó, cái hình dáng cũng khá là vuông vắn nha, 25 mét là khoảng chừng là tới đây ha quý anh chị, tới bên đây là 25 mét. Chung 2.000 mét vuông là khá là rộng nha. Đất này thì hiện tại nó thấp hơn được một xíu ha quý anh chị.
đường này là đường người ta đổ đất lên á, người ta đổ đất lên, người ta làm đường, đất nó thấp hơn đường một xíu đó. Cái thế này thì sau này mình cũng về mình làm dốc xuống thôi, chứ cũng không có đổ đất lên chi cho cao bằng đường cả đó. Còn đây là vị trí tự đất của mình đó, vị trí tự đất của mình ha quý anh chị. Đây là trường mầm non Phượng Hồng. Còn đây là trục đường Bình Giả Quảng Thành ha quý anh chị, trục đường liên xã kết nối giữa xã Bình Giả và xã Quảng Thành đó. Ngoài này thì dân cư ở đông đúc. Đây là trường non Phượng Hồng ha. Còn đây là trường trung học cơ sở đó. Hai cái trường này nó gần kế nhau ha. Khu này thì dân cư ở cũng khá là đông đúc, kinh doanh mua bán cũng khá là nhộn nhịp ở trên cái trục đường Bình Giả Quảng Thành này. Còn ở ngoài này trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao thì mình khá là đông, mình cách trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao tầm khoảng là một cây số thôi là mình ra trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao ha quý anh chị. Nó rất là gần. Ở ngoài đây thì dân cư tập trung rất là đông đúc. Đi về hướng này thì mình về Xuân Bình, Xuân Sơn và mình đi Hồ Cốc, Hồ Tràm hướng này ha, tầm khoảng là 25 cây về tới Hồ Cốc, Hồ Tràm. Về thị trấn Ngãi Giao thì tầm khoảng là hơn 2 cây thôi là mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao ha. Ở đây đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình rồi, chợ, bệnh viện, trường học, vân vân. Về thị trấn Kim Long thì mất tầm khoảng là 7 cây. Đó, 7 cây số ha quý anh chị. Còn về trung tâm xã Quảng Thành thì mất tầm khoảng cũng 5 cây thôi. Còn mình á, mà về Suối Nghệ, về khu công nghiệp Sona Đề Di của Châu Đức thì mất tầm khoảng là hơn 10 cây thôi nha. Đó là mình về tới khu công nghiệp Sona Đề Di khá là gần. Về thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 18 cây ha, 18 cây. Về Vĩnh Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là hơn 40 cây ha quý anh chị, hơn 40 cây một xíu. Đó, từ vị trí thửa đất của mình mà ra Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ cũng như là quốc lộ 51 thì tầm khoảng là 25 cây ha. Mình mà đi về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 65 cây đó. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tầm khoảng 65 cây ha. Về đường xá thì đường mình là đường nhựa này lộ giới nó rất là rộng nha quý anh chị. Đường này thì mới làm thôi. Wow, con đường nhựa nào quý anh chị nhìn xem nè, đó nó rộng không. Ra đầu đường thì nó hơi nhỏ một xíu, bởi vì hai bên nó họ không có hiến đất, nó hơi nhỏ, vừa đủ xe ô tô xe tải vào thôi nha. Nhưng mà cách tầm khoảng vào trong này một xíu là vào trong này thì đường nó khá là rộng đó. Đường này thì hai xe ô tô né nhau mà không cần ra lề luôn quý anh chị, khá là rộng rãi. Điện đài internet thì mình đầy đủ ha. Nước sạch thì có ở đầu đường rồi, chỉ cần có hộ dân ở trong này thì mình đăng ký là nước máy sẽ kéo vào thôi ha quý anh chị đó. Còn ở đây đi chợ Búa thì mình về chợ Bình Giả đó. Ra ngoài kia nè, qua ngoài trục đường kia nè đó. Dân cư người ta ở dày hai bên luôn ha. Trên đây nữa người ta cũng ở dày luôn nha quý anh chị. Còn đất của mình thì hiện tại thổ nhưỡng là đất đỏ Ba Giang ha. Nhìn đất đỏ quê luôn quý anh chị đó. Người ta mới xới lên nữa nè, trồng ngô, trồng bắp gì đây, trồng mì ha. Nhìn đất rất là màu mỡ. Còn khu vực bên này thì hiện tại là người ta quy hoạch nghĩa trang đó, như em đã nói đó. Vì ngày xưa là cũng có mấy cái mộ, nó một hai cái mộ gì chôn ở đây đó, mà bây giờ người ta đã hốt đi hết rồi. Hiện tại trong khu vực này thì không còn mộ nữa nha quý anh chị. Nhưng mà cái quy hoạch này là cái quy hoạch treo, bởi vì không ai mà làm nghĩa địa mà diện tích nó 1.000 m² hết cả đó. Ở dưới đây người ta cũng quy hoạch lỗn chổm quý anh chị, chỗ nào có mộ là người ta quy hoạch nghĩa trang hết đó, là ngày xưa thôi. Còn bây giờ là không có một cái mộ nào ở trong này nữa nha quý anh chị đó. Cái phía bên này diện tích tầm khoảng là hơn 1.000 m² đó. Rồi, sơ lược vậy thôi. Bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam ha. Từ trên cao thì thấy đất mình là khá bằng phẳng nha quý anh chị. Đó, đất đỏ âu luôn. Mang ở đỏ ở trước màn hình đó là trường mầm non đó, cũng khá là lớn nha. Cái trường mầm non này cũng khá là lớn ở khu vực đó, di chuyển thẳng tầm khoảng là hơn 200 mét thì mình đụng trục đường Bình Giả Quảng Thành ha. Đó,
phía trước á, trục đường Bình Giáo Quảng Thành thì dân cư hiện tại ở khá là đông đúc. Đó, mình thấy hai cái trường học luôn ha. Cái trục đường của mình mà đi bên trong di chuyển thẳng ra thì mình cũng rộng trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình ha quý anh chị. Khu dân cư Bình Giả cũng khá là đông đúc ha. Đó, dân cư Bình Giả rất là đông luôn. Ở ngoài trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao thì đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình nha. Rồi bây giờ từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra trục đường Bình Giả Quảng Thành nha quý anh chị. Đó. Tới khu vực này là đụng trường học rồi nè. Trường học Sen Hồng. Đó, cái đường khúc ngoài này thì nó hơi nhỏ nha quý anh chị, cho người dân người ta không có hiến đường vào ấy. Đó là trường học ha. Trường mầm non. Còn đây là trường đường liên xã ha quý anh chị. Đây là trường trung học cơ sở. Đó, chạy thẳng tầm khoảng một chưa đến một cây là mình sẽ ra trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình để về quốc lộ 51 hoặc là đi Hồ Cốc, Hồ Tràm, đi Xuân Mộc ha. Ở ven quên hai đường này thì người ta kinh doanh mua bán cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, đầy đủ dịch vụ tiện ích. Đây, khúc này là bắt đầu người ta có hợp chợ xôm á, chợ chiều á quý anh chị. Đó. Nên thành ra cái vấn đề về chợ búa thì mình cũng rất là gần. Ở đây đi Bách Hóa Xanh, Điện Mỹ Xanh, Thế Giới Di Động, Hồ Văn Văn thì cũng ngoài trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao á, đầy đủ hết cho mình. Đó, trước mặt mình đã là trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao rồi ha. Và để không làm mất thời gian của anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rất là cần tiền và rao bán cái thửa đất này với cái giá là 1.8 tỷ ha quý anh chị, là tầm khoảng là 900 triệu trên 1.000 m². Thì quý anh chị nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.